MC Thanh Bạch đến với bà Thúy Nga Paris đánh đổ Nguyễn Ngọc Ngạn. Thời gian qua, dư luận xôn xao việc MC Thanh Bạch luôn tay trong tay với người phụ nữ lớn tuổi đầy quyền lực trong thế giới giải trí, bà chủ của trung tâm Thúy Nga Paris by Night. Mọi chuyện bắt nguồn từ những bức ảnh chụp tại nhà của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Hôm đó, MC Thanh Bạch tình từ nắm tay bà Thúy Nga mới từ Mỹ về đến chúc mừng sinh nhật nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Những khoảnh khắc thân mật đó, thậm chí có cả những bức ảnh MC Thanh Bạch hôn môi người đàn bà giàu có Thúy Nga được những người bạn tham dự sinh nhật đưa lên trang cá nhân. Nhiều lời đồn đoán MC Thanh Bạch tham giàu, tạo vị thế vững chắc trong nghệ thuật, chấp nhận làm phi công trẻ cho người phụ nữ lớn hơn mình hàng chục tuổi, đã có chồng con đàng hoàng. Nếu đúng như những gì dư luận đồn đoán, MC Thanh Bạch quả là quá khôn ngoan. Gần như ở Việt Nam, ai cũng từng ít nhất một lần xem những chương trình nghệ thuật do trung tâm Thúy Nga sản xuất thông qua những băng đĩa. Đó là những chương trình tạp kỹ chất lượng, tuyển chọn những giọng hát hay nhất. Ngọc Lan, Tuấn Ngọc, Lệ Thu, Thanh Tuyền, Giao Linh, Hoài Linh. Ngoài những ca sĩ có chất lượng, các chương trình của Thúy Nga tuyển chọn nhiều ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ tên tuổi Hoàng Thi Thơ, Trúc Phương, Anh Bằng, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Châu Kỳ, Thanh Sơn, phù hợp với gu âm nhạc nhiều tầng lớp, nhiều thế hệ. Trung tâm Thúy Nga Paris cũng có công phát hiện ra nhiều tài năng mới cho làng nhạc Việt như Minh Tuyết, Vân Quỳnh, Mai Thiên Vân, Trúc Linh, Như Loan. Bà Thúy Nga đã làm tên tuổi nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn nổi như cồn khi đích thân mời ông làm MC cho chương trình bên cạnh MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nhắc đến các chương trình của Thúy Nga, khán giả sẽ nhớ đến MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Nếu MC Thanh Bạch trở thành phu quân cho bà chủ của trung tâm Thúy Nga, chắc chắn vị thế của MC Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ lung lay. Bà Thúy Nga vì mê mẩn vẻ điển trai lịch lãm của anh chàng MC Thanh Bạch, sẵn sàng bỏ ông chồng già Tô Văn Lai đã gắn bó với mình gần 50 năm. Báo chí đồng loạt đưa tin chúc mừng MC Thanh Bạch có bờ bến mới sau gần 10 năm chia tay nghệ sĩ Xuân Hương. Điện thoại của vị MC nổi tiếng cũng nhận được nhiều tin nhắn cuộc gọi chúc mừng hạnh phúc. Sau nhiều ngày im lặng, MC Thanh Bạch mới bắt đầu tá hỏa vì sự việc ngày càng đi xa. Dư luận đoán ra đoán no thời điểm anh bước lên xe hoa lần 2 là ngày 7 tháng 2 năm 2015. Thế nhưng MC Thanh Bạch đã làm khán giả ngỡ ngàng. Mọi việc bắt nguồn thế này. Hôm đó tôi đến nhà chị Kim Cương bàn về một chương trình từ thiện, vô tình đúng ngày sinh nhật chị ấy. Chị Thúy Nga cũng mới từ Mỹ về. Chị Kim Cương có đề nghị mọi người nghĩ ra tiết mục nào đó cho vui nhộn. Tôi mới đến gần chị Thúy Nga nói, em và chị đóng vai tình nhân nhé. Bạn bè ủng hộ nhiệt liệt, vui quá, chúng tôi diễn tới luôn. Không ngờ bạn bè lấy điện thoại chụp lại đăng lên trang cá nhân. Về ngày cưới mùng 5 tháng 2 năm 2015, MC Thanh Bạch cười vui vẻ cho biết. Thấy tôi và chị Thúy Nga diễn vui quá, chị Kim Cương đùa. Để tôi làm chủ hôn đám cưới của đôi đũa lệch này, ngày cưới sẽ là mùng 7 tháng 2 tới nhé. Bạn bè của chị Kim Cương đều biết đó là buổi quyên góp tiền giúp 200 nghệ sĩ nghèo neo đơn đón Tết diễn ra tại nhà hát thành phố. Chị Kim Cương đứng ra tổ chức chương trình ý nghĩa này. MC Thanh Bạch than, đến bây giờ nhiều người vẫn còn gọi điện thoại hỏi đã sang Mỹ sống chung với bà Thúy Nga chưa. Tôi thật sự sốc quá. Phóng viên Một Thế Giới đã gọi điện thoại cho nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Nữ nghệ sĩ cười to, Thanh Bạch xem chị Thúy Nga như chị, rất kính quý, không có chuyện yêu đương gì đâu. Nhờ có chuyện vui của Thanh Bạch và bà Thúy Nga, nhiều mạnh thường quân đã gửi tiền giúp nghệ sĩ nghèo. Họ biết đó chỉ là trò đùa nên cũng đùa lại. Tôi biết anh Thanh Bạch nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không có chuyện đó. Tôi gửi tiền giúp anh em nghệ sĩ ăn Tết, coi như mừng đám cưới MC Thanh Bạch dù biết điều đó không bao giờ diễn ra. MC Thanh Bạch có xuất thân ở miền Tây sông nước, tỉnh Vĩnh Long. Từ khi chia tay nghệ sĩ Xuân Hương, MC Thanh Bạch gần như tập trung lo dạy dỗ đứa con trai mình, khuyên nhủ con chăm nom, sống có hiếu với mẹ. Hiện tại cậu con trai này đang là một giảng viên. MC Thanh Bạch không dính vào scandal trong suốt mấy chục năm hoạt động nghệ thuật và được giới nghệ sĩ yêu quý bởi tài năng, tính hòa nhã hay giúp đỡ người khác. Anh từng được mệnh danh là đệ nhất MC Việt Nam. MC Thanh Bạch tiết lộ mục đích cưới Thúy Nga Paris. Những ngày qua, giới nghệ sĩ và cộng đồng mạng xôn xao bàn tán chuyện MC Thanh Bạch xếp làm phi công trẻ cho bà Thúy Nga Paris. Nhiều người cho rằng sau nhiều năm lẻ bóng, MC Thanh Bạch đã biết khôn ngoan, mưu tính để chọn người đàn bà giàu có và quyền lực làm ý trung nhân. MC Thanh Bạch cưới Thúy Nga Paris thì sẽ có quyền lực tuyệt đối trong giới nghệ thuật, vì người đàn bà này có thể hóa phép một người vô danh trở thành nổi tiếng bằng một chương trình. Rất nhiều nghệ sĩ muốn được tham gia vào chương trình nghệ thuật của người đàn bà này để tên tuổi được quảng bá nhanh chóng trong cộng đồng người Việt trên khắp thế giới bằng những băng đĩa được phát hành. MC Thanh Bạch vốn nổi tiếng là người sống nghiêm túc, kín tiếng, chuyện tình cảm, nên sự cưới xin đột ngột gấp gáp này của anh đã làm mọi người sửng sốt. Đã có rất nhiều lời chúc gửi đến anh, mừng cho anh sắp giã biệt cuộc sống cô đơn. Nhiều tờ báo trang tin đã lao vào cuộc, đăng những bức ảnh Thanh Bạch tình tứ với Thúy Nga Paris, thậm chí có trang mạng gửi lời chúc cặp đôi trăm năm hạnh phúc, khẳng định đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 2 sắp tới. Tôi làm đám cưới với chị Thúy Nga Paris chỉ vì một mục đích duy nhất là vì anh em nghệ sĩ nghèo. Tất cả chỉ là giả vờ để mọi người quan tâm đến một chương trình quyên góp tiền bạc cho những anh em nghệ sĩ đang bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn. MC Thanh Bạch xúc động.
Chương trình từ thiện quyên góp này sẽ diễn ra vào sáng 7 tháng 2 tại nhà hát thành phố, quyên góp tiền để giúp 200 anh em nghệ sĩ công nhân hậu đài. Chương trình do nghệ sĩ nhân dân Kim Cương tổ chức và nhiều nhu yếu phẩm khác đủ để đón một cái Tết ấm áp. Nghệ sĩ Thanh Bạch nói, giải thích về những bức ảnh khóa môi bà Thúy Nga Paris. Đệ nhất MC Việt Nam cười, tất cả những tấm ảnh tôi tay trong tay tình tứ khóa môi chị Thúy Nga đều được chụp tại sinh nhật của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương vào tuần trước. Tôi đến thăm chị Kim Cương vô tình trúng ngay sinh nhật của chị, tôi đã hát mừng. Chị Kim Cương nói, có cách nào vui vui ủng hộ thêm tiền cho chương trình từ thiện không? Tôi nghĩ ra cách là giả vờ yêu chị Thúy Nga Paris và sắp làm đám cưới, kêu mọi người quên góp tiền. Thế là tôi và chị Thúy Nga Paris làm dáng tình tứ, chụp vài tấm ảnh. Không ngờ những bức ảnh đó lan truyền trên mạng. Chị Kim Cương còn chọc, nếu đám cưới hai người diễn ra trước chương trình từ thiện thì chị sẽ không đi. MC Thanh Bạch cười, mấy ngày qua tôi và chị Thúy Nga Paris vận động được 850 euro đã chuyển cho chị Kim Cương. Mọi người chọc chúng tôi, đó là tiền mừng cưới. Ngày mai tiếp tục chuyển 200 bánh xà phòng thơm. Nhiều anh em nghệ sĩ neo đơn đang khó khăn lắm. Gần Tết rồi, tôi mong nhiều mạnh thường quân chung tay, góp sức cùng chúng tôi, giúp đỡ anh em nghệ sĩ nghèo neo đơn có một cái Tết đầy đủ. Như vậy mọi thứ đã rõ ràng, MC Thanh Bạch và cả bà Thúy Nga Paris vì muốn giúp anh em nghệ sĩ nghèo mà không ngại ngần hy sinh hình ảnh của mình. Hy vọng mọi người sẽ thông cảm và càng yêu quý họ hơn. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cũng xác nhận chuyện MC Thanh Bạch và bà Thúy Nga Paris tung tin cưới nhau chỉ là giả nhằm ủng hộ chương trình từ thiện do bà tổ chức. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương xúc động trước sự xả thân vì anh em nghệ sĩ nghèo của cặp đôi này. Chồng bà Thúy Nga Paris là ông Tô Văn Lai. Người đàn ông này đã gắn bó, chung tay tạo dựng cơ nghiệp cùng bà suốt mấy chục năm, trong đó có thương hiệu Thúy Nga Paris By Night nổi tiếng trong làng giải trí. Cơ ngơi của bà trùm Thúy Nga và MC Thanh Bạch ở Việt Nam khiến ai cũng phải choáng. MC Thanh Bạch và nữ đại gia Thúy Nga từng thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận khi tổ chức đám cưới đến 9 lần vào năm 2016. Chia sẻ về lý do thực hiện nhiều lần cưới, Thanh Bạch cho biết đây là một đám cưới nghệ thuật vì mục đích quyên góp tiền giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Nam MC cũng tiết lộ rằng anh và Thúy Nga sẽ tổ chức nhiều lễ cưới trong tương lai vì đây là việc cá nhân không làm ảnh hưởng đến ai. Năm 2017, Thanh Bạch và Thúy Nga vướng tin đồn ly hôn vì lý do nam MC muốn thay thế vai trò của MC Nguyễn Ngọc Ngạn ở trung tâm ca nhạc hải ngoại. Tuy nhiên sau đó Thúy Nga lên tiếng cho biết thật ra Thanh Bạch Thúy Nga là cặp đôi vượt qua ngoài giới hạn thường tình vì chúng tôi gắn bó trên đường nghệ thuật. Do vậy không như thường tình mà theo thời gian, về lâu dài chúng tôi càng gắn bó và thăng hoa. Còn phía Thanh Bạch anh cũng thẳng thắn tiết lộ, theo pháp luật Việt Nam, không kết hôn thì không thể ly hôn. Thực chất tôi và chị Thúy Nga có làm hôn thú đâu mà ly hôn. Sau 3 năm chung sống, Thanh Bạch và bà trùm Thúy Nga vẫn gắn bó mặn nồng bên nhau. Vừa qua cả hai xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện. Hiện Thanh Bạch đã 60 tuổi nhưng anh vẫn giữ phong độ và đắt show, dẫn chương trình, giám khảo. Còn Thúy Nga di chuyển qua lại giữa Việt Nam và nước ngoài phục vụ công việc. Ở Việt Nam, bà trùm Thúy Nga sở hữu một cơ ngơi hoành tráng với diện tích hơn 1 hecta. Cô cho biết đây là nơi để mỗi lần về Việt Nam, cô cùng Thanh Bạch và bạn bè đến nghỉ ngơi ăn uống. Đồng thời căn biệt phủ của Thúy Nga cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có đám cưới lần thứ 9 cùng với Thanh Bạch. Với diện tích rộng lớn, tổ ấm của Thúy Nga và Thanh Bạch sẽ khiến mọi người choáng ngợp khi đặt chân đến đây. Ngoài diện tích để xây nhà, bà chủ trung tâm Thúy Nga Paris By Night dành phần lớn số đất còn lại để trồng cây, tạo ra một vườn cây ăn trái đậm chất Nam Bộ. Phòng khách có rất nhiều bộ bàn ghế, có sức chứa đến 20 người. Vì sống ở nước ngoài khá lâu nên Thúy Nga thích trang trí căn nhà theo phong cách Tây. Phòng ngủ cũng được trưng bày nhiều món đồ khác nhau và nổi bật là những bức ảnh của Thanh Bạch và Thúy Nga. Nếu không nói, chắc nhiều người không nhận ra đây chính là phòng tắm, bởi nó được thiết kế và trang trí như một căn phòng bình thường. Đây cũng chính là một trong những nét độc đáo của căn nhà. Một căn phòng khác được thiết kế đơn giản hơn, bà trùm Thúy Nga cho biết, từ khi có căn nhà này cảm thấy yêu đời hơn bởi trước đó, mình chưa từng có ý định mua đất hay là xây nhà. 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 Mua đất hay là